Các bạn đang nghe chuyện tại thư viện sách nói miễn phí, chuyendocviet.com. Đừng quên nhấn like và đăng ký theo dõi để có thể cập nhật các nội dung mới nhất nhé. Bên cạnh đó, các bạn cũng có thể đóng góp ủng hộ theo mã QR trên video hoặc số tài khoản ở phần mô tả để giúp kênh có chi phí để thực hiện các bộ truyện tiếp theo. Xin trân trọng cảm ơn. Sau đây là bộ truyện Sư Huynh Thực Quá Cẩn Trọng của tác giả Ngôn Quy Chính Truyện. Tập 185. Chương 1841, Vân Đối Cảm Xúc. Tiếp dẫn, chuẩn đề, các ngươi tới giết ta đi. Triệu Công Minh, ta không trả nổi phần ân này của ngươi. Ngươi không bằng để ta chết đi. Lý Trường Canh, Lý Trường Thọ. Hai tay Lý Trường Thọ đang nhẹ nhàng rung động. Tiếp dẫn đạo nhân đột nhiên mở miệng, Kim Linh ngày hôm nay không hẳn phải chết, Triệu Công Minh trả một mạng là đủ. Trong mắt Triệu Công Minh dấy lên sáng ngời, muốn đẩy Kim Linh Thánh Mẫu ra, lại bị Kim Linh Thánh Mẫu gắt gao ôm lấy cánh tay phải. Kim Quang Thánh Mẫu vẫn luôn bị đạo vận thánh nhân áp chế, đột nhiên cầm kiếm trong tay. Vì cái gì, thánh nhân liền có thể tùy ý định ra mệnh đồ của người khác? Vì cái gì, nhị sư bá muốn giúp Tây Phương Giáo không giúp chúng ta? Vì cái gì, đạo môn chúng ta liền phải chém giết lẫn nhau? Hết thảy nguyên nhân bắt nguồn từ ta, còn thỉnh thánh nhân lão ra bỏ qua sư huynh sư tỷ của ta. Kim Quang Thánh Mẫu nhìn về phía Dương Tiễn, đột nhiên che miệng khóc, trong mắt tràn đầy đau khổ. Nếu như ta chết sớm một chút liền tốt, lỗi của ta, lỗi của ta, lỗi của ta. Lý Trường Thọ bỗng nhiên quay người, muốn đưa tay cứu, nhưng giờ phút này lại không có nửa phần dư lực, thân hình tức thì bị Thái Cực Đồ áp quỳ xuống một chân giữa không trung. Hắn chỉ thấy Kim Quang Thánh Mẫu trái tay cầm kiếm, lưỡi kiếm xẹt qua cổ, thân hình nhỏ nhắn nguyên bản ngồi quỳ chân té ngửa về phía sau. Nguyên thần tự phá, cái cổ chảy xuôi máu tươi, thân hình chậm rãi ngã xuống trên đống cát. A, a, Dương Tiễn run rẩy hét, chỉ có thể vô lực dùng hai tay đập đất. Y vốn không quen biết, lại vô cùng phẫn nộ, ngọn lửa trong hai mắt đốt vũng máu quanh người. Lỗi của nàng, ánh mắt của Lý Trường Thọ có chút ngưng trệ. Áp lực vô cùng mênh mông phía trên kia đánh tới một lần nữa, thân hình hắn không ngừng rung động, lại đột nhiên đứng dậy. Ngẩng đầu, nhìn về phía thánh nhân, nhìn về phía cửu thiên. Tiếp dẫn cùng với chuẩn đề vô thức dừng tay, bị ánh mắt của Lý Trường Thọ giờ phút này làm cho có chút nhíu mày. Bên trong cảm giác thánh nhân lại có chút kiêng kỵ. Nàng dựa vào cái gì nói là lỗi của nàng? Trả lời ta, nàng dựa vào cái gì nói là lỗi của nàng? Lý Trường Thọ chất vấn, tiếng nói run rẩy chất vấn. Bên trong thiên địa hoàn toàn yên tĩnh. Chuẩn đề đột nhiên có thoái ý, nhưng thoái ý này lại khiến cho lão có chút tức giận, lạnh lùng nhìn chăm chú vào Lý Trường Thọ. Lý Trường Thọ đột nhiên tự giễu cười một tiếng, trong mắt xẹt qua mấy phần bi thương. Hắn muốn liều lĩnh, muốn bại lộ át chủ bài, muốn lấy ra át chủ bài dùng để đối phó thiên đạo, đặt nó ở đây, đánh chết hai vị thánh nhân trước mặt này. Nhưng hắn còn giữ lý trí, thậm chí vào giờ phút này đã bắt đầu vô thức tính toán, chính mình ngày hôm nay nên làm thế nào mới có thể giúp Triệu Công Minh toàn thân trở ra. Bốp, Lý Trường Thọ đột nhiên tự tát mình một cái. Không minh đạo tâm tản mất. Lý Trường Thọ cười khổ, tay trái mở ra, nhắm ngay Triệu Công Minh. Cân đối cảm xúc. Trong một cái chớp mắt, Lý Trường Thọ trợn tròn hai mắt, cắn chặt răng, từng sợi tóc dựng lên, nắm đấm cơ hồ túa ra máu tươi. Tuyệt vọng, phẫn nộ, hối hận, đau khổ. Triệu Công Minh phân cho hắn một nửa những gì phải thừa nhận, làm cho hắn muốn liều lĩnh, muốn liều mạng một lần. Nhưng thánh nhân không thể chết. Đúng vậy, thánh nhân không thể chết. Lục Thánh đang cân bằng lực lượng thiên đạo, chết một vị thánh nhân thiên đạo liền có thể triệt để áp chế sinh linh. Một vị thánh nhân bị thiên đạo thôn phệ, thiên đạo liền sẽ triệt để mất đi chế ước. Cho nên thánh mạnh nhất cũng sẽ không xóa bỏ thánh yếu nhất, cho dù thánh yếu nhất không ngừng chọc giận thánh mạnh nhất. Cho nên thánh nhân có thể muốn làm gì thì làm. Cho nên thánh nhân có thể coi sinh linh là sâu kiến. Cho nên thánh nhân có thể không có điểm mấu chốt, có thể không có nguyên tắc, không có bất kỳ điều kiện gì, liền quyết định sinh tử của sinh linh còn lại. Đây không phải giống nhau sao? Thiên đạo là vì giữ gìn thiên địa an ổn, cho nên thiên đạo có thể giam cầm sinh linh, cho nên thiên đạo có thể trấn ép nhân tộc thánh mẫu, thiên đạo có thể tính kế hết thảy, thao túng hết thảy. Đối với sinh linh mà nói, không có công bằng, không có chính nghĩa, không có tự do, không có hy vọng. Thánh nhân thật sự không thể chết sao? Lục Thánh không phải đã sớm không có cách nào chế ước thiên đạo sao?
Phong thần đại kiếp kết thúc, thiên đình triệt để đại hưng, thiên đạo cũng sẽ nhờ vào đó hoàn toàn áp chế lục thánh, không phải sao? Hoặc sớm hoặc muộn không phải sao nếu là như vậy, nếu là như vậy thánh nhân vì sao không thể chết? Sư phụ của ta chính là một vị trọc tiên, ông ấy cái gì cũng chưa từng làm, chỉ bởi vì tên là Tề Nguyên, liền nhất định phải bị kim ô một ngụm phun chết, trở thành khương tử nha Tề Quốc. Chương 1842, có thể. Toại nhân thị vì sao phải thừa nhận vô tận đau khổ, cũng muốn ở đáy hồ nhìn chăm chú thiên đạo. Vì sao đến cuối cùng liều chết trấn áp ý chí thiên đạo, còn phải xin lỗi một hậu bối như ta? Thánh mẫu vì sao bị đính ở trong vùng hư không kia mấy nguyên hội? Vì sao ngay cả một câu vạch trần thiên đạo cũng không dám lại nói? Phong thần đại kiếp vì sao liền nhất định phải là đạo môn tự giết lẫn nhau? Kim quang vì sao liền không thể nhục thân đi phong thần đài? Sinh linh vì sao phải tuân theo kịch bản thiên đạo đưa ra, dựa vào cái gì phải thừa nhận cái gọi là số mệnh? Vì cái gì? Lại dựa vào cái gì các ngươi, dựa vào cái gì cao cao tại thượng? Chỉ bằng vào bản thân sống lâu, chỉ bằng vào các ngươi là người thắng thượng cổ, chỉ bằng vào các ngươi không cần mặt mũi, chỉ bằng vào các ngươi có thể không có nhân tính. Hồng hoang như vậy, thiên địa như vậy, không cần cũng được, không còn cũng được. Lão sư, đệ tử còn có 3 phương án dự phòng. Ta còn có 3 biện pháp cuối cùng cứu vớt sinh linh. Lý Trường Thọ đột nhiên ngửa đầu hô to, nhìn không trung, gắt gao nhìn chằm chằm pháp thân thánh nhân bên trái kia, cắn chặt răng. Ta muốn giết thánh, ta muốn giết nhị thánh Tây Phương Giáo. Hết thảy hậu quả ta sẽ gánh chịu, để ta giải quyết. Để ta gánh chịu, nhưng hôm nay ta muốn giết thánh. Đường. Tiếng vang hỗn độn chung vang vọng cửu thiên, lão đạo trong Tử Tiêu Cung nhíu mày ngưng thần. Mà ở trên đỉnh đầu 2 tôn pháp thân cự đại tiếp dẫn, Chuẩn Đề, một tấm thái cực đồ chậm rãi trải rộng ra, bao phủ càn khôn. Ngăn cách 5 tháng, vô cùng vô tận, vô biên vô tận uy áp huy sái mà xuống, làm cho Chuẩn Đề cùng với tiếp dẫn đột nhiên biến sắc. Thông Thiên Giáo chủ ấn xuống chuôi kiếm, có chút thất hồn lạc phách nhìn về phía bên trong tàn tích thập tuyệt trận, thân hình bị ánh vàng bao bọc kia, chậm rãi đứng lên. Nguyên Thủy Thiên Tôn nhắm hai mắt lại, vào giờ phút này chỉ là khe khẽ thở dài. Thiên địa yên tĩnh. Trên 9 tầng trời có lão đạo ngồi xếp bằng trong mây, trên khuôn mặt khô gầy mang theo vài phần từ ái, hai mắt có chút mở ra toát ra mấy phần vui mừng. Có thể. Thái cực đồ đột nhiên trở nên ngưng thực, bao phủ lại đỉnh đầu Lý Trường Thọ cùng với Triệu Công Minh, không trung lóe qua một chút ánh sáng, hỗn độn chung lơ lửng ở trước mặt Triệu Công Minh. Lý Trường Thọ tế lên Huyền Hoàng Tháp, nắm chặt càn khôn xích, tay phải mở ra càn khôn, túm ra Tiểu Lục Thần Thương. Trống rỗng bước ra một bước về phía trước, đạo bào nứt ra, một cỗ khí tức phóng lên tận trời, cái trán đã dấy lên 3 tầng ngọn lửa. Đốt lực lượng nguyên thần, đốt nguyên thần, đốt huyền thể tinh huyết. Ở bên trong tiếng ma sát chói tai lại rất nhỏ, càn khôn dưới chân quanh người hắn như là kính lưu ly xuất hiện tầng tầng vết rách. Tia sáng vặn vẹo ở quanh người hắn, thiên địa tựa hồ muốn xuất hiện lỗ rách. Lý Trường Thọ ngẩng đầu nhìn về phía 2 tôn pháp thân thánh nhân đã thu hồi ý cười cùng với dữ tợn kia, trong mắt đã chỉ còn lạnh lùng. Thiên đạo, bảo vệ cẩn thận thiên địa của ngươi. Bên trong thiên địa xuất hiện ô vuông liên miên. Lực lượng thiên đạo tụ đến nơi đây, ngưng tụ thành ngăn cản vô biên vô tận, lặp đi lặp lại ra chỉ càn khôn nơi đây. Tiên Thiên Chí Bảo hỗn độn chung trực tiếp chụp Triệu Công Minh cùng với Kim Linh Thánh Mẫu vào trong, mở ra thần thông tự thân. Lui lại một cái chớp mắt, cùng với Chí Bảo phòng ngự ly địa diễm quang kỳ, gắt gao bảo vệ cặp đại đệ tử tiệt giáo này. Lý Trường Thọ nhảy lên một cái, như đại bàng tấn công bầu trời. Trên không trung, Thái Thanh Thánh Nhân vào giờ phút này nhắm chặt hai mắt, tay trái khô gầy giơ lên cao, càn khôn bên trong phạm vi hơn 10 dặm trở thành lồng giam. Lồng giam mà Thánh Nhân cũng trốn không thoát, mà tay phải Thái Thanh Thánh Nhân thì ấn xuống, lòng bàn tay ẩn chứa âm dương đạo. Vận, Thái cực đồ triển khai toàn bộ uy năng bảo vệ ở quanh người Lý Trường Thọ. Càn khôn lại không có một chút lực cản đối với Lý Trường Thọ, trái lại bảo vệ thân hình Lý Trường Thọ. Thánh Nhân Tây Phương Giáo đã là đột nhiên biến sắc, tiếp dẫn cùng với Chuẩn Đề liếc nhau, hai cỗ pháp thân lập tức nổ tan. Thân hình tiếp dẫn phóng tới không trung, Chuẩn Đề hiện ra trượng lục kim thân lao thẳng tới Lý Trường Thọ. Tiếp dẫn đạo nhân hô to một tiếng, Thái Thanh Sư Huynh, chúng ta không muốn là địch với ngươi, chuyện hôm nay là chúng ta làm không rộng lượng. Ngậm miệng.
Thái Thanh Thánh Nhân có chút cố sức phun ra từ như vậy, sau đó thân hình nhẹ nhàng chấn động, sau lưng có ba đạo thân ảnh đi ra, tất cả đều là thân hình lão đạo. Nhất mạch hóa tam thanh, ba đạo thân ảnh này đồng thời ra tay, nhấn một ngón tay, đánh ra một chưởng, vung ra âm dương khí tức. Các bạn đang nghe chuyện Sư Huynh Thực Quá Cẩn Trọng của tác giả Ngôn Quy Chính Truyện tại thư viện sách nói miễn phí, truyệnđọcviệt.com. Chương 1843, Thời đại thay đổi. Thân hình tiếp dẫn đạo nhân kia trong nháy mắt bị ấn xuống, còn muốn nói chuyện, lại bị thế công đột nhiên xuất hiện trực tiếp áp chế, chỉ có thể nỗ lực chống cự. Thái Thanh Thánh Nhân cũng không làm cái gì nhiều, chỉ là áp chế tiếp dẫn ở trên không trung, ánh mắt liền rơi vào phía dưới. Đồ đệ nói muốn giết hai người, vậy liền để đồ đệ làm. Nếu như khí không thuận, liền dễ dàng tích tụ đạo tâm. Lại xem, Lý Trường Thọ cùng với Chuẩn Đề ở trong chớp mắt va chạm, hai đầu đại đạo đồng thời xuất hiện ở sau lưng bọn họ. Đại đạo của Chuẩn Đề ngưng tụ thành một tôn Phật tượng màu vàng, bất tử bất diệt, không phá thì không xây được, tồn tại từ tuyên cổ, vĩnh hằng không hủy, đây chính là thánh nhân. Nhưng ở trong chớp mắt tiếp theo, Lý Trường Thọ mở tay trái ra, đòn cân sau lưng thêm một cái quả cân, nhẹ nhàng lấp lánh một chút quang mang. Một tôn Phật tượng mơ hồ xuất hiện ở sau lưng Lý Trường Thọ, đạo vận, khí tức, lực đạo, khí thế của Chuẩn Đề, trong nháy mắt yếu một đoạn. Lý Trường Thọ lại đột nhiên tăng lên một đoạn, cân đối, đạo cảnh. Lý Trường Thọ thiêu đốt nguyên thần không chỉ là vì cưỡng ép gia trì bát cửu huyền công, vì chính là một cái chớp mắt này. Thánh nhân chính là hỗn nguyên vô cực Đại La Kim Tiên, bản chất cũng là Đại La Kim Tiên, nhưng tự thân chi đạo đã viên mãn vô cực, muốn cân đối đạo cảnh là vô cùng khó khăn. Mà Lý Trường Thọ ngày hôm nay dám nói chảm thánh, chính là bởi vì chính mình lưu lại chiêu này. Hắn sau khi bước vào Đại La Kim Tiên cảnh, dù là chưa chạm đến Đại La đỉnh điểm, không thể xưng là hỗn nguyên Đại La, nhưng ở dưới tiền đề thiêu đốt nguyên thần, liều sinh mệnh bản nguyên, cưỡng ép cân đối đạo cảnh thánh thứ 6. Thánh nhân cũng có mạnh yếu, đây chính là một vị yếu nhất. Tất cả phát sinh ở bên trong điện quang hỏa thạch, mà khi hai thân ảnh đụng nhau tại không trung, liền như là hai ngôi sao va chạm, nở ra ánh sáng khôn cùng. Ở trong chớp mắt tiếp theo, chúng tiên nơi đây đều vô cùng hoảng sợ, bị đánh bay là thánh thứ 6. Thân hình Lý Trường Thọ dừng lại tại chỗ, giờ phút này khí huyết toàn thân khuấy động, hai mắt đều bởi vì xung huyết tràn đầy tơ máu, đạo vận quanh người ầm ầm nổ tan lại cấp tốc ngưng tụ. Trượng lục kim thân Chuẩn Đề bay ngược ra ngoài xa xa, trong miệng phun ra một ngụm máu tươi, trong mắt tràn đầy không dám tin. Thánh nhân, thời đại thay đổi. Lý Trường Thọ cắn chặt hàm răng mạnh mẽ xông lên, cưỡng chế thương thế, nắm bắt mọi cơ hội. Loại trạng thái thiêu đốt nguyên thần này tất nhiên là không thể kéo dài quá lâu, nếu không thể mau chóng trọng thương Chuẩn Đề, muốn giết thánh nhân chỉ là si tâm vọng tưởng. Trong mắt Chuẩn Đề xẹt qua mấy phần ngoan lệ, thân hình cưỡng ép dừng lại, một lần nữa đánh tới Lý Trường Thọ. Lục thần thương trong tay Lý Trường Thọ điểm ra vô số hắc mang, thân hình lại ở dưới hắc mang trong nháy mắt biến mất không thấy gì nữa. Phong độn, càn khôn độn, độn pháp của ta không ai có thể ngăn cản, nhưng chỉ có tại thời điểm ta đào mệnh đây mới là độn pháp. Lúc tiến về phía trước, độn pháp cũng có thể công kích. Chậm, thánh nhân phản ứng quả thực quá chậm. Chuẩn Đề dùng cánh tay ngăn lại hắc mang nhanh chóng bắn tới phía dưới, lại phát hiện ra đều là chiêu thức nhử mồi, hoàn toàn không có bao nhiêu lực đạo. Lão đột nhiên quay đầu, lại không kịp làm ra ứng đối gì, đạo giả kia chẳng biết lúc nào xuất hiện ở sau lưng chính mình, thân mang trường bào rách nát, hai tay vác thần thương màu đen, đập xuống một thương. Cái trán Chuẩn Đề tóe máu, thân hình trực tiếp đánh về hướng mặt đất. Càn khôn bị một thương đánh ra một vết nứt sâu, nhưng lực lượng thiên đạo cấp tốc đánh tới, cấp tốc bổ khuyết khe hở. Lý Trường Thọ hít sâu một hơi, dùng đầu và chân xông về phía trước, không cho Chuẩn Đề nửa điểm cơ hội điều chỉnh thân hình. Thuận gió, ngự không, độn chi đạo, đại thành. Dương Tiễn chỉ thấy thân hình Chuẩn Đề đạo nhân lơ lửng giữa không trung, đạo hắc ảnh kia lưu lại khôn cùng tàn ảnh. Từ mọi phương vị đánh ra một thương lại một thương, đánh cho Chuẩn Đề thánh nhân toàn thân tràn đầy lõm vào. Làm cho Dương Tiễn cảm giác kinh động tâm phách nhất là thân hình Chuẩn Đề đạo nhân phảng phất như dừng lại, bị ném đi trong bán kính 10 thước giữa không trung mà không có bất kỳ cơ hội trở tay nào. Đây là Thái Bạch Kim Tinh. Trong mắt Dương Tiễn tràn đầy cuồng nhiệt, lại tràn đầy phẫn nộ, thân hình muốn xông lên không trung,
lại hoàn toàn không tìm thấy được điểm vào. Ở nơi xa, trong quân doanh Chu quân, hơn phân nửa chúng tiên xiển giáo đều có chút mờ mịt. Càn khôn trước mắt bọn họ bị bóp méo, đó là lồng giam Thái Thanh Thánh Nhân trống lên, vào giờ phút này như là cách một tầng màn nước, chỉ có thể miễn cưỡng nhìn thấy đại chiến bên kia. Chương 1844, Đồ Thánh Chi Chiến. Đại Thánh Nhân Tây Phương giáo bị định ở trên không, bọn họ kỳ thật không có cảm thấy có gì kỳ quái, rất hợp lý, chuyện đương nhiên. Đại sư bá thi triển ra nhất mạch hóa tam thanh, có khả năng đơn đấu năm thánh khác. Nhưng lúc này, nhị thánh nhân Tây Phương giáo kia, bọn họ biết đại đạo cân đối cường hoành, lại không nghĩ rằng ở bên trong thời gian tu hành ngắn như vậy, vị đệ tử Thái Thanh kia liền có thể làm đến tình trạng cân đối đạo cảnh thánh thứ 6. Bọn họ cũng biết Lý Trường Canh lúc này được Thái Cực Đồ triển khai toàn bộ uy năng bảo vệ, dù là thánh thứ 6 toàn lực đánh ra hết thảy thế công, cũng không đả thương được Lý Trường Thọ. Nhưng tình huống bây giờ lại là Thái Cực Đồ không hề có tác dụng. Thái Bạch Kim Tinh kia thật sự không phải ma tổ chuyển thế. Giờ phút này cầm lục thần thương trong tay, lưu lại vô số tàn ảnh ở trong thiên địa, đánh cho Chuẩn Đề đạo nhân ngay cả lực lượng trở tay cũng đều không có. Hai đạo nhân văn thù, Phổ Hiền nhíu mày nhìn về phía trước, nhưng ánh lửa lóe lên, Na Cha ôm hỏa tiêm thương, dẫm lên phong hỏa luân xuất hiện ở phía trước chúng tiên xiển giáo. Mọi người không cần đi. Tiểu Na Cha cười nói, ta biết mọi người muốn đi giúp Trường An Thúc đánh người xấu, nhưng Trường An Thúc không có lên tiếng, chúng ta nhìn là được rồi. Ngọc Đỉnh Chân Nhân nói, nếu xiển giáo chúng ta đã lựa chọn không giúp, vậy coi như quán triệt đến cùng. Sắc mặt của Quảng Thành Tử có chút phức tạp, nhìn chăm chú vào thân ảnh Lý Trường Thọ, trong lúc nhất thời có chút xuất thần. Xích Tinh Tử thấp giọng nói, giết thánh, lúc này coi như chế trụ thánh nhân, làm thế nào mới có thể giết thánh? Cho dù Trường Canh sư đệ thiêu đốt hơn phân nửa nguyên thần, chỉ sợ cũng chỉ có thể trọng thương thánh nhân, không có cách nào diệt sát thánh nhân. Đúng vậy. Thái Ất Chân Nhân chậm rãi thở dài, hiếm khi không có không đứng đắn một lần, bất tử bất diệt, thiên đạo chi ấn, muốn giết thánh liền phải có lực lượng chế ngự thiên đạo, nói nghe thì dễ. Không cần. Ngọc Đỉnh Chân Nhân nhìn chăm chú Lý Trường Thọ lưu lại đạo đạo tàn ảnh, Trường Canh nhất định có biện pháp. Tất cả chúng tiên xiển giáo đều im lặng. Đúng lúc này, phía đông có một phiến lưu quang bay tới, Càn Khôn phá vỡ một lỗ lớn, mấy chục đạo thân ảnh bay vọt mà ra, kinh ngạc nhìn một màn trước mắt này. Thọ, sắc mặt của Vân Tiêu trắng nhợt, liều lĩnh liền muốn xông lên, lại bị hàng rào Thái Thanh Thánh Nhân thiết hạ ngăn cản. Chúng tiên tiệt giáo lúc này đã là thấy, Đại Sư Bá, Tiểu Sư Đệ Nhân Giáo, đang áp chế hai vị Thánh Nhân một lớn một nhỏ Tây Phương Giáo. Rất nhiều thần thông, rất nhiều pháp bảo, đều đã đăng tràng tại ngày hôm nay. Mà bọn họ cũng không có cách nào tiến về phía trước giúp đỡ một chút nào. Vân Tiêu không cần phải lo lắng. Đa Bảo Đạo Nhân định tiếng nói, Thái Cực Đồ che chở Trường Canh, Đại Sư Bá thôi phát Thái Cực Đồ, ai cũng không phá được. Sau đó, Đa Bảo Đạo Nhân híp mắt nhìn chăm chú Chuẩn Đề. Nếu như chính mình lúc này có thể xông vào, tế lên hết thảy bảo khố chi bảo, nhất định có thể nổ lão thành trọng thương, nói không chừng liền có cơ hội đánh vỡ cái gọi là bất tử bất diệt kia. Nhưng mà, Thái Thanh Thánh Nhân không có nửa điểm ý tứ cho qua. Tràng Đồ Thánh Chi Chiến này, nhân vật chính là Lý Trường Thọ, à. Triệu Công Minh, lão ca, nghe thấy ta nói chuyện liền gật đầu. Ở bên trong hỗn độn chung, âm thanh của Lý Trường Thọ vang lên, Triệu Công Minh lập tức dùng sức gật đầu. Nghe được, nghe được. Bên trong hỗn độn chung bay ra hai luồng ánh sáng, lại là hai khỏa cửu chuyển kim đan, Triệu Công Minh không chút khách khí, bắt kim đan tới, nhét vào trong miệng chính mình cùng với Kim Linh Thánh Mẫu. Ổn định thương thế liền có thể, ta hiện tại không có cách nào phân tâm, cũng không có cách nào đối đáp với ngươi, ngươi chỉ cần nghe ta nói, sau đó trả lời ta được hoặc là không được. Lão ca có thể đi chết, làm cái gì cũng đều được. Không, chúng ta muốn giết thánh nhân, ngươi không cần chết. Tiếng nói của Lý Trường Thọ mang theo vài phần băng lãnh, tốc độ nói hơi nhanh, nhưng tần suất xuất hiện cũng không ổn định. Hiển nhiên, tuyệt đại đa số tâm thần của hắn vào giờ phút này đều đang áp chế ở trên người Chuẩn Đề thánh nhân. Lý Trường Thọ nói, muốn giết thánh nhân cũng không phải là hô hai câu liền có thể làm được, thánh nhân tương liên cùng với bản nguyên thiên địa, đây chính là nguyên nhân duy nhất thánh nhân bất tử bất diệt. Nhưng lúc này không giống với thượng cổ, lúc thượng cổ lục thánh vừa mới thành thánh, là nền tảng thiên đạo,
động đến bọn hắn chính là động vào căn cơ thiên đạo. Hiện nay có thiên đình, Lục Thánh đã không có cách nào chế ước thiên đạo. Nói một cách khác, bọn họ cũng đã thành nền tảng có cũng được mà không có cũng được. Các bạn đang nghe chuyện Sư Huynh Thực Quá Cẩn Trọng của tác giả Ngôn Quy Chính Truyện tại Thư Viện Sách Nói miễn phí, truyệnđọcviệt.com. Chương 1845, Chư Thiên. Thánh nhân phá diệt cũng sẽ không ảnh hưởng đến thiên địa ổn định, nhưng thánh nhân vẫn như cũ có thể bằng vào kết nối với bản nguyên thiên địa, bất tử bất diệt. Cho nên, chúng ta cần phải đạt tới cấp độ ngang với thánh nhân hoặc là tiếp cận vô hạn, thành lập liên quan cùng với bản nguyên thiên địa. Chặt đứt liên hệ giữa thánh nhân cùng với bản nguyên thiên địa, như thế, liền có thể giết thánh. Lão ca, nghe rõ chưa? Triệu Công Minh hung hăng gật đầu, vội nói, đã nghe rõ. Kim Linh Thánh Mẫu ở một bên cầm cánh tay Triệu Công Minh, pháp lực còn sót lại hóa thành linh lực rót vào trong cơ thể Triệu Công Minh, mà cánh tay trái Triệu Công Minh cũng đang nhanh chóng khôi phục. Cách một hồi, tiếng nói của Lý Trường Thọ truyền vào một lần nữa, lão ca, ta cần ngươi thành lập kết nối với bản nguyên thiên địa, ta sau này còn có việc phải làm, không thể bị thiên đạo vây khốn. Trước đây để ngươi tìm hiểu Định Hải Thần Châu cùng với Càn Khôn Xích lâu như vậy, ngươi hẳn là đã thấy một con đường, hóa Định Hải Thần Châu thành đại thiên thế giới đạo, được hay là chưa được? Được, Triệu Công Minh định thanh đáp ứng, tiếp theo lại nói, nhưng không biết hạ thủ như thế nào. Ta dạy cho ngươi, không cần phải gấp gáp, trước tiên phải nói rõ ràng với ngươi, ta cũng muốn tận lực đánh nát kim thân chuẩn đề. Lý Trường Thọ trầm mặc một hồi, sau đó nhân tiện nói, ngươi sau khi làm việc này, sẽ tiến vào danh sách thiên đạo, khóa lại chiều sâu với thiên đạo. Ngươi cùng với Kim Linh sư tỷ phải đi vào bên trong phong thần đài ở lại, không thể can thiệp phong thần đại kiếp. Bằng không sẽ khiến cho đạo tổ bất mãn, chúng ta phí công nhọc sức. Ngươi cùng với Kim Linh sư tỷ ở ngay bên trong phong thần đài dưỡng thai, chờ đợi đại kiếp kết thúc. Ngày hôm nay ngươi diễn hóa 24 viên Định Hải Thần Châu xem như bù đắp thiên đạo, tiệt giáo có thể đạt được đại khí vận triệt tiêu mất một bộ phận lực lượng đại kiếp. Đương nhiên, thiên đạo cũng sẽ càng thêm viên mãn, chuyện ta cần làm sau này cũng sẽ có khó khăn càng lớn, chẳng qua cũng không có việc gì, ta có phương án dự phòng. Tiến vào danh sách thiên đạo, được hay là không được? Triệu Công Minh hốc mắt đỏ lên, nức nở nói, được. Trường Canh, vợ chồng chúng ta đã làm cho cục diện rối rắm. Làm huynh đệ, không phải chính là để dọn dẹp cục diện rối rắm sao? Lý Trường Thọ lại lâm vào trầm mặc, mà trên đỉnh nội bộ hỗn độn chung, một đoàn ngọn lửa màu tím chậm rãi trầm xuống, bao quanh là một vòng ánh sáng màu xanh nước biển. Lý Trường Thọ nói, đây là một con át chủ bài của ta, chính là sợi hồng mông tử khí kia, vốn dĩ ta đã dung nhập vào bên trong nguyên thần Côn Bằng. Về sau tại thời điểm xóa bỏ bản tính Côn Bằng, lại âm thầm lấy ra ngoài, phong ở bên trong nguyên thần bắt chước ngụy trang Côn Bằng, mang về Hồng Hoang. Sau đó trực tiếp nuốt vào nguyên thần bắt chước ngụy trang, cũng chính là thủy cầu này, sẽ bổ khuyết lực lượng nguyên thần của ngươi, để ngươi thành lập liên quan cùng với bản nguyên thiên địa. Cơ hội chỉ ở trong nháy mắt, trước đó, ngươi phải hô mấy câu, xem như hứa hẹn với đạo tổ. Đọc theo ta, như thế, như vậy, như vậy. Bên trong hỗn độn chung, Triệu Công Minh theo từng câu từng chữ hướng dẫn của Lý Trường Thọ, nâng thủy cầu kia. Trong chốc lát, tiếng nói của Lý Trường Thọ vang lên một lần nữa, 3, 2, 1, đường. Hỗn độn chung phát ra một tiếng chuông vang, Na Di về bên cạnh nửa trượng, trực tiếp mang Kim Linh Thánh Mẫu đi. Triệu Công Minh đứng ngơ ngác tại kia, ngẩng đầu nhìn về phía tàn ảnh đầy trời, trong mắt co rụt lại, bên miệng mang theo bọt máu hô to, đệ tử tiệt giáo Triệu Công Minh. Ngày hôm nay muốn bổ toàn thiên đạo, bù đắp thiên đình. Sau này cùng với thê Kim Linh vào phong thần đài. Hy vọng sư tổ cho phép. Nói xong, Triệu Công Minh cầm đoàn thủy cầu xanh, tím giao nhau trong tay kia nhét vào trong miệng. Thân hình lập tức bị ánh vàng bao trùm, dưới chân đột nhiên đập mạnh, thân hình phóng về hướng thiên khung. 24 viên Định Hải Thần Châu bắn ra từ trong thân thể, Càn Khôn Xích đột nhiên nổ nát vụn, hóa thành 24 đạo lưu quang rót vào bên trong Định Hải Thần Châu. Triệu Công Minh lơ lửng ở phía dưới tiếp dẫn đạo nhân, ở dưới ánh nhìn chăm chú của tiếp dẫn, thân hình tuôn ra đạo đạo ánh tím, phảng phất như muốn nổ tung vậy. Hai tay phi tốc bóp pháp quyết, 24 viên Định Hải Thần Châu kia run rẩy kịch liệt, xếp thành hàng dọc phía sau y. Thiên địa chiêu chiêu, tận phi ngã hữu. Thiên lý chiêu chiêu, đạo xanh thường khùng. Chu thiên dịch số, tận quy ngã hữu.
chư thiên vô tận, tạo hóa vô cùng, chư thiên. Triệu Công Minh đặt kiếm chỉ tay phải dọc ở trước mũi, tay trái gắt gao nắm lấy cổ tay phải. Làn da vỡ ra từng cái khe một, trong đó tuôn ra vô tận hào quang màu tím, màu vàng, màu xanh nước biển. Chương 1846, Giết Thánh. Lấy thân hợp đạo, chư thiên, mở, ông, thân hình Triệu Công Minh tuôn ra từng tầng quang lãng, thân thể lại trực tiếp phá toái, mà theo 24 tầng gợn sóng này, 24 viên định hải thần châu sau lưng đột nhiên biến mất. 24 bức họa quyển, 24 trọng thiên, triển khai theo ánh sáng. Bên trong thiên địa, đột nhiên nhiều thêm 24 đại thiên thế giới tương tự với cửu trọng thiên hiện giờ. Tầng tầng lớp lớp, ngay ngắn trật tự, tiên sơn vô tận, tiên linh không đếm được. Một cái chớp mắt này, lực lượng thiên đạo đột nhiên tăng lên mấy cấp bậc. Một cái chớp mắt này, lão đạo trong Tử Tiêu Cung lộ ra nụ cười hài lòng, nhưng tiếp theo lại khẽ nhíu mày, cảm giác có thứ gì đang mất khống chế. Một cái chớp mắt này, Chuẩn Đề kia dự cảm được nguy cơ mãnh liệt, quanh người nở rộ quang mang màu đen, màu vàng, liều lĩnh thiêu đốt pháp lực tự thân cũng muốn tạm thời chống đỡ thế công của Lý Trường Thọ. Nhưng thân hình Lý Trường Thọ không ngừng chút nào, thậm chí áp xúc phạm vi thế công, trong miệng phát ra từng tiếng gầm nhẹ, gắt gao hạn chế Chuẩn Đề tại phương viên 10 trượng. Xem, phía trên 24 trọng thiên kia, Triệu Công Minh thân mang trường bào nhuộm đỏ máu, cúi đầu phun một ngụm bọt máu, toàn thân khí tức cổ đãng, đạo cảnh tiêu thăng thẳng tắp. Y hít một hơi thật sâu, cánh mũi đang hơi rung nhẹ. Giờ phút này, đưa tay ấn xuống, 24 trọng thiên trực diện đè xuống. Sắc mặt của Chuẩn Đề đại biến, phía sau hiện ra hình bóng cây bồ đề, gốc đại thụ này tựa như vô cùng vô tận, ẩn chứa khôn cùng sinh cơ, lại ẩn giấu thanh âm vô số sinh linh niệm tụng. Chuẩn Đề bay tán loạn ở dưới cây bồ đề, nhưng vừa mới quay người, một cây trường thương đánh tới từ bên cạnh. Đạo ta, đại đạo không cao thấp, cần có sự cân đối. Cân đối đại đạo, chúng đạo bình đẳng. Chuẩn Đề trố mắt muốn nứt, vừa muốn mở miệng cầu xin tha thứ, một cây hắc thương bay vụt, đến từ phía trước, xuyên qua ngực lão, ghim vào trên cành cây bồ đề. Một thương này, vì thảm án Dương gia, vì những tiên thần thiên đình bị ngươi diệt sát đó, vì những nhân tộc chết đói tại hương hỏa thần quốc đó, vì những sinh linh đã chết vì những suy nghĩ ích kỷ của ngươi. Thánh nhân không đức, sinh linh công phạt, thiên đạo mất cân bằng, tự có vuông vức. 24 chư thiên, chấn. Một đạo sóng xung kích từ phương hướng trung bộ Nam Châu lan xa về phía tây bắc, trong nháy mắt quét sạch ngũ bộ châu, quét sạch 3.000 thế giới, quét sạch hồng hoang, khuấy động hỗn độn hải. Bầu trời hạ xuống mưa máu, nhưng mưa máu còn chưa rơi xuống đất, liền bị một trưởng tiện tay của Lý Trường Thọ đánh bay mây đen trên bầu trời. Thánh này chết, không đáng để trời thương tiếc. Đây là Trường Thọ giận dữ muốn đồ thánh, đại đạo cân đối đoạn thánh tâm. Công Minh hợp đạo diễn chư thiên, mượn lực thiên địa chấn Chuẩn Đề. Thí thánh giả, Thái Bạch Kim Tinh Lý Trường Thọ, Long Hổ Huyền Đàn, Triệu, Công, Minh. Bầu trời bị bao phủ bởi một tầng sương mù đỏ như máu. Ở bên trong khu vực phế tích thập tuyệt trận nhỏ hẹp kia, mặt đất bị nung thành một tấm gương đồng, lực lượng thiên đạo bảo vệ mặt đất đã tạm thời thối lui. Cây bồ đề chỉ còn thân cây trụi lùi, thất bảo diệu thụ kia cũng trực tiếp hủy, chỉ còn sót lại linh lực. Bên trên cành cây, thân thương lục thần thương có chút uốn cong, mũi thương xuyên thấu một bộ xác chết. Thi thể Chuẩn Đề lúc này lại có chút khủng bố, làm cho người ta nhìn một cái, liền có một loại cảm giác chán ghét. Chán ghét phát ra từ bản tâm sinh linh. Lý Trường Thọ nhíu mày tiến về phía trước, ngọn lửa trên trán rút đi, chân mềm nhũn, đột nhiên ngã xuống đất. Triệu Công Minh vốn đứng trên ngọn cây, vào giờ phút này vội vàng nhảy xuống cây, chạy hai bước về hướng Lý Trường Thọ, cũng là suy yếu lảo đảo ngã xuống đất. Sau đó hai người ngươi nhìn ta, ta nhìn ngươi, người ngồi, người nằm, ngửa đầu cười to. Tiếng cười sao mà thoải mái, tiếng cười sao mà phóng khoáng. Bên trong thiên địa tựa hồ chỉ còn tiếng cười như vậy quanh quẩn. Một phương xiển giáo phần lớn mặt xám như tro, dù sao đối thủ của bọn hắn, đồ thánh. Một phương tiệt giáo lại là có không ít nữ tiên nước mắt đầm đìa, có một số nam tiên nắm quyền vung loạn, cả đám có đủ loại hào hùng, lại không biết nên tản ra như thế nào. Trên bầu trời, toàn thân đạo vận tiếp dẫn đạo nhân kia run rẩy kịch liệt, hai mắt lại như là mất đi tiêu điểm, nhìn chăm chú vào cây khô trên mặt đất kia. Nhưng lão lúc này,
Vẻ kinh ngạc trên khuôn mặt càng nặng hơn, cũng không có biểu tình đau buồn gì. Lão chỉ là đang kinh ngạc, thánh nhân thế mà thật sự có thể chết. Thần thoại thượng cổ lục thánh bất tử bất diệt, kể từ hôm nay đã là quá khứ. Nền tảng trật tự thiên đạo, lục thánh, chính thức bị thiên đạo, thiên đình thay thế. Các bạn đang nghe chuyện Sư Huynh Thực Quá Cẩn Trọng của tác giả Ngôn Quy Chính Truyện tại thư viện sách, nói miễn phí, truyệnđọcviệt.com. Chương 1847, chân mềm nhũn. Bọn họ chẳng qua là đại năng pháp lực cường hoành hơn một chút, đã mất đi tầng thần bí nhất, mạng che mặt cao cao tại thượng kia. Không trung lóe ra một chút ánh sáng, Nguyên Thủy Thiên Tôn xuất hiện ở trên đỉnh đầu chúng tiên xiển giáo, sắc mặt như thường nhìn chăm chú thi thể Chuẩn Đề. Thông Thiên Giáo Chủ xuất hiện ở trên đỉnh đầu chúng tiên tiệt giáo, lúc này không nhịn được ngửa đầu cười to, thu hồi Thanh Bình Kiếm cùng với Chu Tiên Tứ Kiếm, thân hình đung đưa tại không trung. Thái Thanh Thánh Nhân nhíu mày liếc nhìn Tam Sư Đệ, tiếng cười của Thông Thiên Giáo Chủ im bặt mà dừng, lập tức đứng thẳng người, cúi đầu vái chào một cái đối với Thái Thanh Thánh Nhân, miệng nói, Đại Sư Huynh. Thái Thanh Thánh Nhân chậm rãi gật đầu, chậm rãi nói, chú ý một chút. Ai, được. Thông Thiên Giáo Chủ cười đáp ứng một câu, sau đó đeo Thanh Bình Kiếm ở bên hông, khoanh tay nhìn về phía thi thể Chuẩn Đề. 24 chư thiên vào giờ phút này đã hóa thành hư ảnh 24 ngôi sao, chờ đợi Triệu Công Minh đưa đi thiên đình. Lý Trường Thọ cùng với Triệu Công Minh cười một hồi ở phía trước thi hài cây bồ đề. Lý Trường Thọ khôi phục trước hết, đưa tay nhét hai khỏa cửu chuyển kim đan, lôi kéo Triệu Công Minh đứng dậy. Lý Trường Thọ ngẩng đầu nhìn chằm chằm tiếp dẫn trong không trung, hỏi, lão ca, còn có sức lực không? Có. Triệu Công Minh tinh thần đại chấn, cắn răng nhìn tiếp dẫn, giống như trước. Chuyện này. Lý Trường Thọ truyền âm nói, tiểu lục thần thương đã gần bị hủy diệt, ta coi như thiếu đốt nguyên thần, cũng vẫn không thể cân đối được lão, chúng ta có khả năng không phá được phòng ngự của lão. Triệu Công Minh trong nháy mắt thu hồi hung tướng, tràn đầy cừu hận nhìn chăm chú tiếp dẫn, truyền âm nói, vậy làm thế nào, vừa rồi ngươi khí thế hùng hổ nói muốn giết nhị thánh. Cũng có thể giải thích thành là thánh thứ hai Tây Phương Giáo. Lý Trường Thọ dẫn âm ngâm khẽ, không kịp, chúng ta trước dọa lão một chút, không thể giết Chuẩn Đề một cách phí công, phải phát huy tối đa hiệu quả đe dọa. Trong khi nói, Lý Trường Thọ vung ra một đạo thanh quang ở bên trong tay áo, hóa thành một con chó lớn lông xanh. Đế Thính. Hắn trước đây phát hiện ra Kim Linh nhập kiếp, vội vàng liền muốn chạy đến, chỉ là bị mấy vị lão đạo áo bào xám ngăn cản đường đi. Làm chậm trễ chút hành trình, Đế Thính cũng liền bị hắn thu vào trong tay áo, mang đến nơi đây. Vừa vặn, cũng có thể giảng cho Đế Thính một bài giảng đầy cảm xúc, bảo nó im lặng tại thời điểm không nên nói chuyện. Đế Thính cảm thụ được đạo vận thánh nhân tiêu tán xung quanh, cũng quả thực là phát mộng. Nó vừa rồi ở trong tay áo Lý Trường Thọ cái gì cũng không có cảm giác được, chỉ là cảm thấy có chút sóc này, làm sao chính mình bị vung ra, lại bị nhìn chằm chằm. Bên cạnh cây, trước cây bồ đề thiên linh căn, người bên trên cây, Đế Thính hai chân mềm, nhũn, trực tiếp ngã xuống đất, biểu tình vô cùng phong phú. Thánh thứ sáu mặc dù vẫn luôn bị lên án là thánh nhân yếu nhất, hơn nữa trước đó bị Thái Thanh Thánh Nhân đánh hai trận, nhưng dù vậy cũng không thể trực tiếp bị giết chứ. Thiên địa này làm sao vậy? Có vẻ như là Triệu Công Minh không phục liền nằm cùng với Tinh Quân Đại Nhân liên thủ giết. Chuyện gì đang xảy ra vậy? Tinh Quân Đại Nhân không có câu được Di Lặc, quay đầu liền làm thịt sư phụ của Di Lặc, để phát tiết bất mãn đối với việc Di Lặc không hiện thân. Chủ nhân ở trên cao, như vậy ai chịu nổi? Sau đó Đế Thính chỉ thấy, hai đạo thân ảnh người đầy máu Lý Trường Thọ cùng với Triệu Công Minh vừa thay quần áo vừa đi đến phía trước thi thể thánh nhân, hai kẻ giết thánh này còn đang nói thầm. Triệu Công Minh hỏi, thi thể thánh nhân này có thể luyện hóa ra chút đồ tốt gì hay không? Cũng không sai biệt lắm với thi thể chuẩn thánh. Lý Trường Thọ nói, đạo của lão đã quy về đạo Tắc Chi Hải, đạo vận cũng mất, nguyên thần bị lực lượng 24 chư thiên sấy khô. Máu thánh nhân là thứ tốt, chẳng qua có cảm giác quá pha tạp, luyện đan có chút vô dụng. Sau đó, hai người lại ăn ý ngẩng đầu nhìn tiếp dẫn đạo nhân một chút. Trên bầu trời, tiếp dẫn đạo nhân bị hóa thân nhất khí hóa tam thanh của Thái Thanh Thánh Nhân áp chế, giờ phút này cũng không dãy giụa, ngược lại là hai mắt nhắm lại. Lão trông có vẻ tự tin, cũng không sợ, tối đa cũng chỉ run mấy lần. Triệu Công Minh trầm ngâm vài tiếng, thánh nhân, không có pháp bảo chữ vật sao?
Đế Thính suýt chút phát điên. Điểm chú ý này có phải hay không có chút không đúng? Hẳn là có. Lý Trường Thọ đưa tay đánh ra hai đạo tiên lực, thi thể thánh nhân kia lập tức chia làm hai nửa, mấy bảo vật phế thải rơi ra ngoài, đều không thể sử dụng được nữa. Chương 1848, thoải mái. Lý Trường Thọ mặt mũi tràn đầy tiếc hận, Triệu Công Minh lại là hai mắt tỏa sáng, dùng tiên lực bao bọc mấy bảo vật này. Quay người quát một tiếng, tàn phiến bảo vật thánh nhân phiên bản kỷ niệm chuẩn đề thánh nhân. Có sư huynh đệ nào muốn sưu tập hay không? Tiên nhân tiệt giáo nhao nhao đồng ý, cả đám nếu như không phải bị cản ở bên ngoài, tám thành là sẽ xông lên cướp đoạt một phen. Triệu Công Minh bình tĩnh cười một tiếng, người trả giá cao được. Tiên tiệt giáo lập tức hào hứng mạnh hơn. Lý Trường Thọ trầm mặc, đại khái, đây chính là tài thần, tài thần. Giai người ngồi xổm bên cạnh thi thể mày mò một lúc, rất nhanh liền phát hiện ra không có đồ vật gì có giá trị lớn, cùng lắm chỉ lấy được một ít bảo tài luyện chế vũ khí mà thôi. Thi thể này xử trí như thế nào? Đương nhiên là đốt đi, giữ lại nghiên cứu thánh nhân thi biến như thế nào à? Lý Trường Thọ cười cười, sau đó bắt đầu một đợt, thao tác tương đối cổ điển. Chỉ thấy trong tay áo hắn bay ra từng cỗ đạo nhân giấy, những đạo nhân giấy này rơi trên mặt đất, cấp tốc hóa thành từng vị lão đạo. Sáu vị lão đạo xếp bằng ở bên cạnh thi thể thánh nhân, bắt đầu đọc kinh văn, đọc chính là độ nhân kinh đạo môn, tống hồn kinh đạo môn, vãng sinh chú, Tây Phương giáo. Tràng diện lập tức trở nên náo nhiệt. Lại có bốn cỗ đạo nhân giấy khuôn mặt trung niên, đứng ở bốn phía thi thể thánh nhân, động tác đồng bộ cầm bốn cây kèn âm sắc khác nhau, quay hàm dùng lực, tấu lên một làn điệu vui sướng cao vút. Lại có đạo nhân giấy hóa thành mấy lão ẩu cùng với nữ tử, ở bên cạnh khóc sướt mướt, đốt giấy trong chậu than. Lý Trường Thọ duỗi lòng bàn tay gọi ra một đám lửa. Ngọn lửa này toàn thân màu trắng, vừa xuất hiện liền thiêu đốt càn khôn đến có chút vặn vẹo, một cỗ cảm giác lạnh lẽo lan tràn trong lòng tất cả chúng sinh ở đây. Lý Trường Thọ đưa tay nhẹ nhàng đẩy, ngọn lửa bám vào bên trên thi thể vốn rách nát kia, thi thể kia cấp tốc khô quắt xuống. Nhưng trong đó tựa hồ có thứ gì trèo trống, đốt một lúc cũng không thể thiêu rụi hoàn toàn. Triệu Công Minh đang định mở miệng mượn Chu Tiên Tứ Kiếm của sư tôn, Lý Trường Thọ nhẹ nhàng hất tay phải lên, đầu ngón tay tách ra năm đạo chân viêm khác biệt, rơi vào phía trên thân thể tàn phế kia. Trong chốc lát, thi thể thánh nhân hóa thành một lớp than đen trên mặt đất, cùng với hai quả cầu vàng to như cái bát. Lý Trường Thọ ngâm khẽ vài tiếng, triệu hồi tiểu lục thần thương uốn lượn, trực tiếp đập vào quả cầu kháng lửa này không cần tốn nhiều sức liền bị đập nát thành bụi phấn. Rốt cuộc, thi thể thánh nhân chỉ còn lại một lớp than đen trộn lẫn bụi đất, Lý Trường Thọ tế ra mấy chục viên nhiếp hồn châu, ở bên cạnh lung lay, lúc này mới hoàn thành một bước cuối cùng. Đưa tay, tay áo thổi ra một làn gió, cho tàn kia theo gió mà lên, chậm rãi phiêu tán ở dưới cây bồ đề. Ai, thoải mái. Lý Trường Thọ nhắm hai mắt lại, cảm thụ được chính mình cả người ở trong một cái chớp mắt này xuất hiện thăng hoa. Hắn chờ lần giải cho cốt này đã quá lâu rồi. Hồng hoang quá cần cho tàn của vị thánh nhân này để lấp đầy sự oán giận của một số sinh sinh. Thuận tiện, lực lượng đại kiếp biến mất 1/4. Đây nếu có thể giết chết ba vị thánh nhân, phong thần đại kiếp cũng đều không cần, lực lượng sinh linh sẽ dần dần giảm xuống dưới điểm đóng băng. Đáng tiếc không giết được, cũng không thể giết. Thiên đình, thiên đạo được 24 chư thiên gia cố, sau đó sáp nhập 9 trọng thiên thành 33 trọng thiên, lực lượng đại kiếp cũng có thể triệt tiêu mất một bộ phận. Kể từ đó, xiển tiệt nhị giáo đã không cần nhất định phải một phương toàn diệt, diệt một nửa liền không sai biệt lắm đủ lấp đại kiếp. Hồng mông tử khí của chuẩn đề đi nơi nào? Lý Trường Thọ cũng không tận lực tìm, vừa rồi lúc 24 chư thiên đánh giết chuẩn đề, hắn đã quan sát kỹ một hồi. Sợi hồng mông tử khí kia đã bị đại công đức dung thành thánh nhân đạo quả. Đối với chuẩn đề, một người dựa rất nhiều vào công đức để trở thành thánh nhân, hồng mông tử khí đã là hoàn toàn không có cách nào tách ra, theo chuẩn đề vẫn lạc liền cùng nhau bốc hơi. Đế Thính, Lý Trường Thọ nói, giúp ta cảm nhận xem dưới cây bồ đề này có dao động sinh linh gì không. Đế Thính nhanh chóng gật đầu, lại lập tức lắc đầu, nói cũng không dám nói. Chỉ có thể mơ mơ màng màng thụ động chấp hành mệnh lệnh của tinh quân đại nhân, toàn bộ thú đều phát mộng. Lý Trường Thọ ôn hòa nói, trở về nói cho chủ nhân nhà ngươi, không phải ta không nể mặt y, sở dĩ giết sư thúc y, thật sự là sư thúc y quá mức. Nhân giáo chúng ta thừa hành thanh tĩnh vô vi,
nếu như không phải bị dồn đến điểm mấu chốt, cũng không thích đấu pháp với người. Các bạn đang nghe chuyện Sư Huynh Thực Quá Cẩn Trọng của tác giả Ngôn Quy Chính Truyện tại Thư Viện Sách Nói miễn phí, truyệnđọcviệt.com. Chương 1849, phiên bản không cần cài đặt. Ta là một vị văn thần thiên đình, cũng không yêu thích chém chém giết giết. Hy vọng ta và chủ nhân ngươi còn có thể cùng nhau uống trà luận đạo, làm tri kỷ hảo hữu. Đế Thính nghe thế suýt khóc. Ngài đều đã trực tiếp giết thánh nhân phương Tây, cũng đừng can thiệp vào quan hệ giữa chủ nhân và Tây Phương giáo. Theo sát đó, từng đoàn chân hỏa bị Lý Trường Thọ ném về phía cây bồ đề, sau đó cưỡi mây, mang theo Triệu Công Minh bay lên không trung. Tiếp dẫn mặt xám như tro, mở hai mắt ra, ánh mắt vô cùng phức tạp nhìn chăm chú Lý Trường Thọ. Thông Thiên giáo chủ ở một bên đột nhiên mở miệng, vị thánh nhân lão gia này cất cao giọng nói, Chuẩn Đề thất đức, giết hại sinh linh, bây giờ đã đền tội. Bị đệ tử của đại sư huynh Bần Đạo, Trường Canh, đệ tử của Bần Đạo, Triệu Công Minh giết chết, Tiếp Dẫn đạo hữu, trong lòng có cảm thấy bất mãn. Tiếp Dẫn nhìn về phía Thông Thiên giáo chủ, cười khổ, thở dài, kể từ khi Hồng Hoang bắt đầu đến nay, trải qua vô số năm tháng, cuối cùng trở thành một cái kén tự trói buộc mình. Sư đệ của Bần Đạo không phải bị thánh nhân chảm, pháp tự thân không bằng người, đạo không đủ thánh, tự nhiên không có lời nào để nói. Thông Thiên giáo chủ nói, nếu như thế, đạo hữu sao không ở trước mặt ba người sư huynh để chúng ta đưa ra hứa hẹn, tuyệt đối không trả thù việc này. Tiếp Dẫn im lặng, sau đó nói, nếu Bần Đạo trả thù chuyện hôm nay, nên bị Tam Thanh đạo hữu tru diệt. Thái Thanh thánh nhân nhìn về phía Lý Trường Thọ, chậm rãi nói, giết. Đáy lòng Lý Trường Thọ run lên, không nghĩ tới sát tâm của lão sư còn nặng hơn so với hắn. Mặc dù lúc này giết Tiếp Dẫn, thiên đạo e rằng sẽ trở thành người thắng lớn nhất, sẽ ảnh hưởng nghiêm trọng đến xu hướng kế hoạch tiếp theo của hắn, nhưng lão sư có lệnh, chính mình làm đệ tử không thể không nghe theo. Xem ra, mười mấy tấm át chủ bài cuối cùng phải lộ ra đôi chút. Sao? Lý Trường Thọ đang muốn về phía trước vội vàng phanh lại, thuận thế vái chào một cái, cất cao giọng nói, lão sư, nhị sư thúc, tam sư thúc, còn có Tiếp Dẫn tiền bối. Ngày hôm nay đệ tử giết thánh nhân Chuẩn Đề, bởi vì Chuẩn Đề không phân tốt xấu đánh giết sinh linh, trong mắt không thiên đình, trong mắt không thiên đạo, trong mắt không đạo môn. Chuẩn Đề thất đức, tam giới đều biết, kẻ này dựa vào pháp lực tự thân cao cường, lật lọng vô số lần, trà đạp uy tín thánh nhân vô số lần. Hiện giờ càng làm cho hai chữ thánh nhân làm trò hề ở trước mặt sinh linh, quả thật tội không dung tha. Tiếp Dẫn tiền bối mặc dù có nhiều dung túng đối với Chuẩn Đề thánh nhân, nhưng đều là thánh nhân, cũng không tiện can thiệp lẫn nhau, điểm này đệ tử ngược lại là lý giải Tiếp Dẫn tiền bối. Về phần Tiếp Dẫn tiền bối liệu có tìm cơ hội trả thù đệ tử cùng với Công Minh lão ca bởi vì cái chết của sư đệ hay không? Lý Trường Thọ hơi dừng lại, ngẩng đầu nhìn về phía Tiếp Dẫn, cười nói, sau ngày hôm nay, Công Minh lão ca bù đắp thiên đình, làm trọng thần thiên đình, cũng sẽ không tham dự phong thần đại kiếp, về phần đệ tử, không sợ. Tốt! Thái Thanh thánh nhân lộ ra mấy phần mỉm cười, tam hóa thân tùy ý gảy, làm Tiếp Dẫn đối diện với khuôn mặt khô gầy của mình. Chỉ là một ánh mắt, Tiếp Dẫn liền sáng tỏ lời nói của Thái Thanh, uy hiếp thuần túy. Tiếp Dẫn nhắm mắt không nói, Thái Thanh thánh nhân thu thần thông nhất khí hóa tam thanh, tiện tay nhẹ nhàng điểm một cái đối với Lý Trường Thọ. Một khối ngọc phù ngưng tụ ở trong lòng bàn tay Lý Trường Thọ, một đoạn cảm ngộ cuồn cuộn trong linh đài Lý Trường Thọ. Thần thông, nhất khí hóa tam thanh, phiên bản không cần cài đặt. Truyền pháp công khai như thế, kỳ thật cũng là uy hiếp đối với Tiếp Dẫn đạo nhân, phát huy tối đa tác dụng của việc Lý Trường Thọ và Triệu Công Minh hợp lực giết thánh nhân lần này. Đợi Thái Thanh thánh nhân thu pháp, Tiếp Dẫn thấp buông tiếng thở dài, thân hình hóa thành mây mù tiêu tán. Tại một phương xiển giáo, Nguyên Thủy Thiên Tôn nói một câu đối với Thái Thanh thánh nhân, sư huynh, ta cũng trở về. Thái Thanh thánh nhân gật đầu ra hiệu, Nguyên Thủy Thiên Tôn cuốn tay áo một cái, mang đi tất cả chúng đệ tử xiển giáo ngoại trừ Dương Tiễn, thân hình biến mất không dấu vết trong chớp mắt. Đạo đạo lưu quang lướt lên, tất nhiên là Tiên Tiệt giáo đang lao về phía bên này. Lý Trường Thọ khẽ cau mày, liếc nhìn Triệu Công Minh, Triệu Công Minh lập tức hiểu ra điều gì đó. Đương, hỗn độn trung bay đến bên người Triệu Công Minh, thân hình kim linh thánh mẫu bay ra từ bên trong. Tiếng chuông lại vang lên, một vệt gợn sóng màu xám chậm rãi lan ra, ngăn chúng Tiên Tiệt giáo ngăn ở bên ngoài trăm trượng.
Triệu Công Minh kéo lại Kim Linh Thánh Mẫu lúc này vẫn như cũ sắc mặt trắng bệch, truyền thâu từng tia linh lực. Phu thê hai người liếc nhau, quỳ sát xuống đối với Thông Thiên Giáo chủ đứng sau chúng tiên tiệt giáo. Chương 1850, đáng giá. Thông Thiên chắp hai tay sau lưng, ngửa đầu nhìn không trung. Triệu Công Minh cùng với Kim Linh Thánh Mẫu đồng thời dập đầu ba lần, Kim Linh cúi đầu không nói, khuôn mặt tràn đầy áy náy. Triệu Công Minh lại là cười hắc hắc, cất cao giọng nói, sư tôn, đệ tử cùng với Kim Linh đã vượt kiếp, hài nhi trong bụng Kim Linh không có việc gì, ngày qua mấy năm nữa liền có cháu trai bế, chúng ta đi phong thần đài dưỡng thân thể thật tốt. Trong khi nói, vành mắt Triệu Công Minh đỏ lên, lại quỳ sát xuống. Đệ tử Triệu Công Minh bái tạ sư ân, sư tôn thu đệ tử nhập môn từ thượng cổ, truyền đạo thụ pháp ban thưởng đệ tử vô thượng linh bảo, đệ tử cuối cùng không thể làm tròn đạo hiếu, sau này không có cách nào phụng dưỡng sư tôn. Ngài luôn nói trông mình không già, để chúng ta không cần gọi sư phụ, sư tôn thật là bá khí, ngày hôm nay đệ tử muốn hô một tiếng sư phụ. Sư phụ, đệ tử Triệu Công Minh có lễ. Đệ tử sau này đi phong thần đài, đã không có cách nào chiếu ứng sư đệ sư muội trong giáo, không có cách nào lại phân ưu cho sư phụ, đệ tử. Thông Thiên giáo chủ cười khẽ, lạnh nhạt nói, được rồi, đi thôi, ngươi xem Kim Linh cũng không có đàn bà như ngươi, có chút dáng vẻ nam nhi. Kim Linh lại là ngẩng đầu nhìn về phía Thông Thiên giáo chủ, vị đại năng dốc hết sức chiến một nửa thập nhị kim tiên tiệt giáo này, giờ phút này đúng là khóc lê hoa đái vũ, nghẹn ngào, đệ tử. Không biết nên nói cái gì, không ít tiên tiệt giáo vừa khóc vừa cười. Vân Tiêu tiến về phía trước, ôn nhu nói, huynh trưởng, hãy trân trọng con đường phía trước. Triệu Công Minh dùng sức chút gật đầu, vái chào một cái đối với Vân Tiêu, nhớ rõ nghe trường canh, đừng thêm phiền cho trường canh, còn có hai người các ngươi. Ôi chao, tứ muội đâu? Quỳnh Tiêu xoa xoa khóe mắt, nhỏ giọng nói, giữ nhà. Này, ha ha ha. Triệu Công Minh cười hai tiếng, ôn hòa nói, sau đại kiếp lại tụ họp, sau đại kiếp lại tụ họp, có thể có ba vị nghĩa muội là phúc đời này của Triệu Công Minh ta. Đương nhiên, có thể kết thành đạo lữ với phu nhân là may mắn đời này của Triệu Công Minh ta. Kim Linh khẽ cáu một tiếng, chúng tiên nhân tiệt giáo cười to một hồi. Coi như là Thái Thanh Thánh Nhân chẳng biết lúc nào đã biến mất không thấy gì nữa, cũng gạt ra một chút ý cười ở bên trong Thái Thanh Quan. Chẳng qua, Thái Thanh Thánh Nhân cuối cùng cũng không phải bình thường, lúc này đã phóng ánh mắt đến Huyền Đô Thành Thiên Ngoại. Lò Thái Thanh dựng linh đan thứ nhất đã ra nổi tại Đậu Xuất Cung. Đại sự, có hy vọng. Tại phế tích Thập Tuyệt Trận, Dương Tiễn đứng ở bên cạnh thi thể tiên tử đã bị phong vào bên trong lòng đất, nhẹ nhàng thở dài. Thấy có một lượng lớn tiên tiệt giáo bay đến chỗ này, Dương Tiễn cúi đầu vái chào một cái, cũng không làm thêm gì, quay người rời đi. Thế là, sau nửa canh giờ, lỗi của ta, lờ lỗi của ta, ở trong một góc phong thần, đài, thiếu nữ mặc váy ngắn ôm đầu gối co ro trong bóng tối, tiếng nức nở không ngừng vang lên. Là ta hại Kim Linh sư tỷ, là ta liên lụy mọi người nhập kiếp. Ta vì sao không chết sớm một chút, vì sao? Kim Quang sư muội. Một giọng nói quen thuộc vang lên từ bên cạnh, thân thể thiếu nữ khẽ run, ngẩng đầu nhìn về phía nơi phát ra tiếng hô hoán, trong mắt đột nhiên co rụt lại. Triệu sư huynh, Kim Linh sư tỷ, các vị huynh trưởng. Thật xin lỗi, là ta hại các ngươi, ta nên sớm một chút. Thật xin lỗi. Triệu Công Minh lại là cười to vài tiếng, ha ha ha, nha đầu ngốc. Sờ vi huynh và sư tỷ ngươi đi, vi huynh và sư tỷ ngươi bình yên vô sự, vẫn còn sống. Ngươi lúc đó nóng vội tự vẫn cái gì chứ, đây không phải gặp dữ hóa lành rồi. Tần Hoàn cười nói, tiểu muội ngươi mau tới đây, Công Minh sư huynh cùng với Trường Canh sư đệ vừa mới giết Chuẩn Đề thánh nhân. Thập Thiên Quân nhao nhao mở miệng, cái gì thánh nhân, Chuẩn Đề đạo nhân, vậy chúng ta vẫn đã kiếm bộn. Đúng vậy, có thể coi là gián tiếp mở đường đối với việc trừ bỏ thánh nhân. Đáng giá, đáng giá. Kim Linh Thánh Mẫu đã là tiến về phía trước, nâng đỡ Kim Quang đã được thiên đạo tu bổ lại đạo khu, ôn nhu ôm nàng vào trong ngực, chậm rãi an ủi. Sư tỷ không có việc gì, nhục thân tới, hai tử cũng không có việc gì. Sư tỷ, Kim Quang lại không nhịn được, bật khóc trong vòng tay nàng. Triệu Công Minh cùng với Tần Hoàn liếc nhau, từng người đều cười khẽ. Đợi Kim Quang Thánh Mẫu khóc không sai biệt lắm, Triệu Công Minh đang định tìm một nơi uống trà trò chuyện,
Bách giám lại là vội vàng chạy tới. Công Minh đại nhân, Công Minh đại nhân. Triệu Công Minh chắp tay sau lưng, bất mãn nói một câu, Bách giám nguyên soái, ngươi cũng không cần gọi đại nhân lung tung. Các bạn vừa nghe xong tập 185 của bộ truyện Sư Huynh Thực Quá Cẩn Trọng của tác giả Ngôn Quy Chính Truyện tại thư viện sách nói miễn phí, truyệnđọcviệt.com. Mọi ý kiến góp ý xin vui lòng cho mình biết ở dưới phần bình luận video này. Và các bạn đừng quên nhấn like và đăng ký theo dõi để có thể cập nhật các nội dung mới nhất nhé. Bên cạnh đó các bạn cũng có thể đóng góp ủng hộ kênh theo mã QR trên video hoặc số tài khoản ở phần mô tả. Xin cảm ơn.